Khi sử dụng máy cà phê, công đoạn vệ sinh máy là cực kỳ quan trọng. Và đây là công đoạn vệ sinh máy vào cuối mỗi ngày sau khi sử dụng. Đây, đầu tiên chúng ta phải dùng cái bàn chải để chúng ta chà cái hộp pha cà phê ha. Hộp cà phê nó sẽ đọng cà phê lại và mình sẽ chà thiệt là sạch. Trong lúc xả nước thì mình chà. Đó. Rồi, khi mà mình chà sạch rồi á, mình sẽ lau cái tay pha, tay cầm pha cà phê để làm chi? Để mình lấy cái miếng cao su lót để chặn nước lại. Xong, bây giờ mình dùng cái khăn để mình để nước nóng khỏi bị trúng tay. Rồi mình dùng cái tay phin để mình dội nước lên họng. Đó, mình dội nước lên họng máy pha để cho nước nó rửa trôi đi những cái cặn bã cà phê còn dính ở bên trên mà khi mà mình chà nó không có xuống hết được. Đây là công đoạn vệ sinh ở cuối mỗi ngày, thì sau khi các bạn vệ sinh xong vậy là cái hồng cà phê chúng ta đã rất là sạch rồi. Cái này là chỉ sạch bề ngoài chứ chưa sạch bên trong. Nên yêu cầu là cuối mỗi ngày mình đều phải làm như vậy. Sau khi vệ sinh xong hết, mình dùng cái khăn sạch dùng riêng cho máy, mình lau khô và lau sạch máy, như đây là mỗi ngày là xong. Ok, đó, vậy là xong rồi các bạn ha.